chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2015. Phần đầu chương trình có những nội dung chính sau. Vũng Liêm tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ 3 giai đoạn năm 2015-2020. Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2015-2016. Vĩnh Long chủ động phòng chống sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng. Mục nghe người dân nói có phóng sự, người dân đồng thuận xây đê kè tại điểm sạt lở trên địa bàn xã Long Mỹ và phản hồi việc khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Tin trong nước, Quốc hội thảo luận dự án Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi. Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức hội nghị công tác an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, huyện Vũng Liêm tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ 3 giai đoạn năm 2015-2020. Ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự. Trong 5 năm qua, huyện Vũng Liêm đã tổ chức phát động rộng rãi các phong trào thi đua với nhiều nội dung phong phú, được đông đảo cán bộ công chức, viên chức và nhân dân hưởng ứng tích cực. Qua các phong trào đã có nhiều tập thể cá nhân phát huy tinh thần yêu nước, ra sức học tập, lao động sáng tạo, góp phần vào sự phát triển của huyện nhà trên các lĩnh vực. Trong đó đáng chú ý là sản xuất nông nghiệp tăng bình quân gần 3% mỗi năm, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trên 17% mỗi năm, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Từ các phong trào thi đua, 5 năm qua huyện Vũng Liêm có hơn 1.000 tập thể cá nhân được khen thưởng. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Rón biểu dương những kết quả mà huyện đạt được, đặc biệt là các tập thể và cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong 5 năm qua, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục đổi mới, nâng chất lượng các phong trào thi đua. Trong đó chú trọng nhân rộng các mô phong trào như nông dân thi đua sản xuất giỏi, xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung thực hiện có hiệu quả việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trưa nay, Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2015-2016 trên địa bàn tỉnh. Kết quả được công bố cho thấy tỷ lệ thí sinh đạt điểm từ trung bình trở lên ở hai môn văn toán chiếm hơn 60%. Theo Sở Giáo dục Đào tạo, dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay sẽ cao hơn năm trước. Dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đã được duyệt, ngày mai 16 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các lớp 10 chuyên trường trung học phổ thông chuyên huyện Bình Khiêm và sau đó sẽ tiếp tục công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông còn lại. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2015-2016, Vĩnh Long có gần 12.800 học sinh dự thi. Các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh sẽ tuyển 80% học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, 20% học sinh còn lại sẽ học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề. Thưa quý vị và các bạn, căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm sốt xuất huyết hiện nay không chỉ xuất hiện vào mùa mưa mà xảy ra quanh năm gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ nhỏ. Hiện nay vẫn chưa có vaccine chủng ngừa và thuốc đặc trị bệnh này nên việc phòng bệnh bằng cách diệt mũi lăng quăng được xem là biện pháp hiệu quả phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15 tháng 6 năm nay, phóng viên thời sự truyền hình Vĩnh Long có ghi nhận về công tác chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Việc tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết như thế này luôn được các trạm y tế thực hiện thường xuyên. Qua đó đã góp phần giúp người dân biết tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết, dấu hiệu mắc bệnh và cách phòng căn bệnh nguy hiểm này. Tôi đi khám bệnh ở đây thì các bác sĩ đây cũng tuyên truyền về bệnh sốt xuất huyết. Đó, xung quanh nhà mình phải dọn dẹp sạch sẽ, rồi đừng để nước đọng ở những nơi mà trũng thấp. Rồi, con cháu ngủ thì phải ngăn mùng. Bên cạnh truyền thông, mô hình nuôi cá bảy màu diệt lăng quăng của các địa phương cũng đang phát huy hiệu quả. Với hình thức nhân giống cá rồi phát cho học sinh hoặc giao cộng tác viên trực tiếp phát cho dân mỗi khi đến hộ tuyên truyền đã giúp nhiều người nâng cao nhận thức của mình về các biện pháp phòng chống căn bệnh này. Ở trạm y tế hàng tháng thì cũng có đến đây mà chỉ hướng dẫn phòng chống bệnh sốt xuất huyết, nhà cửa sạch sẽ, dọn dẹp sạch sẽ, lưu hũ súc sạch sẽ, muỗng dừa đồ úp cho đừng có lăng quăng,
con cháu ngủ phải có mùng chiếu đàng hoàng. Tôi cũng làm theo vậy bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Đối với cộng tác viên của chúng tôi thì có thường hàng tháng có đến hộ dân để tuyên truyền về bệnh sốt xuất huyết. Rồi qua những lần đi họp tổ, họp nhóm hoặc là đám tiệc thì cũng vẫn có tuyên truyền thêm. Qua cái buổi tuyên truyền như vậy thì người ta cũng hiểu biết về bệnh sốt xuất huyết, nâng cao ý thức lên, người ta biết cách gieo rõ về cách diệt mũi, diệt lăng quăng. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh nên ý thức của người dân đã được nâng lên. Từ đó, mỗi người tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng, góp phần kéo giảm số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết hàng năm trong tỉnh. Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh chỉ ghi nhận trên 110 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm khoảng 50 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Để mà chủ động cho cái công tác phòng chống dịch bệnh sốt huyết, đặc biệt là những tháng mùa tới đây, thì Trung tâm Y tế Dự phòng sẽ kết hợp với Trung tâm Y tế huyện thị cũng như các ban ngành đoàn thể sẽ triển khai cho 16 xã chiến dịch diệt lăng quăng và 11 xã phun thuốc chủ động diệt mũi cho những cái xã mà có nguy cơ, nhằm đánh động cộng đồng cũng như là nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long về cái vấn đề diệt mũi, diệt lăng quăng, phòng chống bệnh sốt huyết. Thì bên cạnh đó thì Trung tâm Y tế Dự phòng cũng sẽ kết hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe cũng như Đài Truyền hình sẽ thực hiện những cái cuộc phóng sự như tọa đàm để mà cung cấp kiến thức cũng như là các biện pháp phòng chống bệnh sốt huyết cho cái người dân. Hiện nay, diệt mũi và lăng quăng được xem là phương pháp hữu hiệu phòng chống căn bệnh nguy hiểm chưa có thuốc điều trị đặc hiệu này. Vì thế, cùng với ngành y tế, người dân nên trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về căn bệnh này và chủ động phòng chống để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Nhằm kịp thời động viên, biểu dương và khen thưởng cho những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chiều nay Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho đội quản lý thị trường cơ động thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long do có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương. Qua công tác nắm bắt tình hình, mới đây đội quản lý thị trường cơ động đã phối hợp với lực lượng cảnh sát kinh tế Vĩnh Long đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển 6.280 gói thuốc lá điếu nhập lậu tại khu vực ấp Long Công, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình do Hà Giang Mười vận chuyển bằng xe ô tô từ Hồng Ngự, Đồng Tháp về Mỹ Lộc, Tam Bình để tiêu thụ. Hiện vụ việc đã được Chi cục Quản lý thị trường Vĩnh Long bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý theo quy định của pháp luật. Theo đánh giá của Chi cục Quản lý thị trường Vĩnh Long, thời gian gần đây, tình hình vận chuyển mua bán thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng với số lượng lớn và bằng nhiều hình thức tinh vi nhằm qua mặt công tác kiểm tra và xử lý của ngành chức năng. Với những thành tích của đội quản lý thị trường cơ động thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 đã tặng giấy khen và tiền thưởng nhằm kịp thời động viên các thành viên của đội trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày 23 và 26 tháng 5, tại ấp Long Khánh, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít liên tiếp xảy ra sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực. Từ thực trạng trên, một dự án xây dựng đê kè được đưa ra và người dân nhất trí cao. Bên cạnh đó, bà con còn bày tỏ sự đồng tình hiến đất hoa màu vật kiến trúc nằm trong phạm vi dự án. Đây là hiện trường còn lại của điểm sạt lở tại ấp Long Khánh, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít. Vụ sạt lở có chiều dài trên 30m, rộng 8m, sâu 8m, làm ảnh hưởng 5 nhà dân, trong đó có một nhà phải di dời đến nơi khác. Những nhà còn lại sạt lở cũng đã đến chân nhà. Trước thực tế ảnh hưởng đến đời sống người dân, qua khảo sát của chính quyền địa phương cùng ngành chức năng, phương án xây kè kiên cố đã được đưa ra. Mặc dù biết rằng khi triển khai xây dựng thì ngoài diện tích đất đã bị sạt lở, bà con còn mất thêm nhiều diện tích khác. Tuy nhiên, vì quyền lợi chung, tất cả đều đồng thuận. Người dân ở đây là mong muốn là coi như là muốn xây bờ kè cho nó kiên cố, bị cái vùng đất này nó quá sâu đi, nó quá sạt lở. Thành ra nếu mà có thiệt hại gì á, coi như bà con này ở đây là người ta đồng tình ủng hộ hết, làm được hoàn thành cái bờ kè thôi. Tranh thủ thời gian để nhà nước làm sao cho nó trước cái mùa mưa lũ, nếu mà trễ á, thì coi như khu vực này nó sạt tiêu hết luôn, không còn nữa, bị nữa, quá cận nhà rồi. Quyền lợi chung, cái quyền lợi tập thể mà. Đây là một cái con đường giao thông của liên xóm này.
mà nếu để lỡ thì nó mất cái đoạn đường này. Như chẳng hạn như ngay chỗ này, nhà tôi đây thì nó để mất được cái đoạn đường này rồi. Thành ra giờ người dân là hồi đó giờ có cái ý thức về phần đó nhiều lắm. Nghĩa là thiệt hại, thà thiệt hại ít mà để đem lại cái quyền lợi chung cho tập thể. Vì chỗ đó mà người ta đồng tình hết. Theo chính quyền địa phương, dự báo trong thời gian tới, quá trình sạt lở sẽ còn diễn biến phức tạp hơn. Do đó, sự đồng thuận của người dân là cơ sở, là bước khởi đầu để ngành chức năng nhanh chóng khảo sát, thiết kế, lập dự án và triển khai thực hiện đê kè. Chính quyền địa phương như ban nhân ấp là cũng xuống vận động bà con trước mắt là cái nguy cơ sạt lở, cái khu có nguy cơ đó nên cũng chú ý đề phòng, cũng địa phương cũng cắm biển báo khu vực nguy hiểm và đó là vận động bà con. Thì thấy cái chỗ cái đoạn đó cái dòng nước nó xoáy ngang thì có nguy cơ là sau này sạt lở nữa, nên chính quyền cũng vận động bà con giờ cái chủ trương trên cho phép người ta xây dựng bờ kè. Thì qua đó thì bà con cũng thống nhất cao, người ta có kiến nghị là các cấp lên sớm thực hiện để trước mùa lũ để tránh sạt lở tiếp. Xây dựng đê kè là giải pháp công trình đảm bảo an toàn nhất cho tài sản tính mạng của người dân. Vấn đề là ngành chức năng cần triển khai ngay từ bây giờ, vì nếu chậm trễ, khi nước lên cao sạt lở sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, trong một nghe người dân nói phát vào tối thứ Hai ngày 4 tháng 5 vừa qua, chúng tôi có phản ảnh việc chăn nuôi heo với số lượng lớn nhưng không có giải pháp đảm bảo môi trường làm ảnh hưởng đến những hộ dân tại ấp Hiếu Văn, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Sau khi phóng sự được phát sóng, chính quyền địa phương đã kết hợp cùng với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vũng Liêm đến kiểm tra, yêu cầu chủ cơ sở xử lý ô nhiễm. Và hiện tại, việc tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây đã cơ bản được khắc phục. Đây là hình ảnh khi việc chăn nuôi heo của bà Nguyễn Thị Thanh Dân tại tổ 12 ấp Hiếu Văn, xã Hiếu Nghĩa chưa thực hiện giải pháp xử lý môi trường. Nhà của người dân xung quanh lúc nào cũng đóng kín cửa. Còn đây là hình ảnh chúng tôi vừa ghi nhận được sau khi cơ sở này khắc phục ô nhiễm. Một bức tường cao khoảng 4 mét đã được dựng ngăn cơ sở nuôi với những hộ xung quanh. Hầm bioga cũng đã được nạo vét. Chất thải từ chăn nuôi tập trung dẫn vào hầm ủ và xử lý qua hầm lắng tự thấm, không thải ra sông Ngã Chánh như trước đây. Môi trường đã được đảm bảo, người dân rất phấn khởi. Sau khi đó tôi phản ánh cái vấn đề mà chuồng heo bị gây thối, thì coi như chính quyền địa phương, xã, ấp, huyện là tích cực đến hộ cái chăn nuôi này, yêu cầu họ khắc phục thì họ vẫn khắc phục rất cũng là tốt. Chính quyền địa phương người ta làm tích cực vậy là cũng là rất tốt, cho nên là ai cũng phấn chấn, cho nên mới mở cửa đồ ra cho nó thông thoáng đồ nhà cửa nó khang trang lại. Tôi đã họp thành viên bàn với nhau để kết hợp giữa mặt trận và các ngành đoàn thể của xã phối hợp với địa phương của ấp, qua vận động chỉ thì chỉ chấp hành là theo sự là hướng dẫn của mình, xong sau đó thì cũng phối hợp với chỗ huyện tài nguyên môi trường của huyện để lên là giải quyết. Đến thời điểm này thì cơ bản là chỉ đã khắc phục xong và đồng thời chỗ anh Tuấn đã rút cái đơn lại, không còn kiện nữa. Nhân dân địa phương hoan nghênh sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương và Phòng Tài nguyên Môi trường nhằm đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, sáng nay ngày 15 tháng 6, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về dự án Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi. Qua thảo luận, nhiều ý kiến tán thành với sự cần thiết sửa đổi Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi. Việc sửa đổi lần này tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị ban soạn thảo cần ra soát, nghiên cứu chỉ sửa đổi bổ sung các vấn đề thật sự cần thiết, làm rõ lý do của việc sửa đổi bổ sung, khắc phục được những bất cập tồn tại, hạn chế của các quy định hiện hành, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn xét xử các loại án dân sự hiện nay ở nước ta. Vấn đề nào không thực sự cần thiết thì sẽ không sửa để tránh gây khó khăn cho tòa án và người dân trong thực thi pháp luật. Trong hoạt động tố tụng dân sự thì Viện Kiểm sát Nhân dân là cơ quan kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp, trong đó có nội dung kiểm sát hoạt động xét xử của tòa án. Tuy nhiên, phạm vi kiểm sát hoạt động xét xử đối với tất cả các vụ việc hay đối với một số loại vụ việc có tính chất đặc thù
và phương thức kiểm soát hoạt động xét xử thông qua hồ sơ hay trực tiếp tham gia phiên tòa, phiên họp còn có hai loại ý kiến. Tôi tán thành với phương án 1 và cũng là ý kiến đa số của Ủy ban Tư pháp là Viện Kiểm sát Nhân dân tham gia các phiên tòa sơ thẩm đối với những vụ án đối tượng tranh chấp là tài sản công, lợi ích công cộng hoặc có đương sự là người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất tâm thần. Viện Kiểm sát Nhân dân tham gia phiên tòa phúc thẩm đối với các vụ án mà Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa sơ thẩm và những vụ án mà Viện Kiểm sát kháng nghị, phiên họp giám đốc thẩm tái thẩm. Bởi vì lý do là Viện Kiểm sát Nhân dân là cơ quan kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp, trong đó có nội dung kiểm sát hoạt động xét xử của tòa án. Tuy nhiên, trong tố tụng dân sự cũng vẫn phải giữ vững nguyên tắc là các đương sự có quyền thỏa thuận và định đoạt, và đương sự có quyền thỏa thuận kể cả khi đã mở phiên tòa, đã ra phiên tòa xét xử vẫn có quyền tự thỏa thuận. Ở các phiên tòa sơ thẩm chưa xét xử mà kiểm sát viên đã có ý kiến đề xuất xét xử là không đúng, mà chỉ nên có ý kiến đề xuất sau khi tòa án đã xét xử sơ thẩm. Trái với quan điểm này, một số ý kiến khác cho rằng cần giữ nguyên quy định tại Điều 21 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự về phạm vi và phương thức kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự. Vì quy định vai trò, quyền hạn và phương thức kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự như Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự hiện hành đã rõ ràng, đầy đủ và phù hợp. Theo tôi, chọn phương án 2 của dự thảo, tức là giữ nguyên như quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự được sửa đổi bổ sung năm 2011. Về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự. Bởi vì việc có mặt của đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa hay phiên họp dân sự nhằm đảm bảo hoạt động kiểm sát được thực hiện một cách toàn diện, đảm bảo được chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện Kiểm sát. Nếu theo phương án 1 thì quyền thực hiện hoạt động kiểm sát của Viện Kiểm sát bị giới hạn, qua đó chưa phát huy hoàn toàn bản chất của chức năng kiểm sát. Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội cũng đã thảo luận cho ý kiến cụ thể về các nội dung áp dụng án lệ trong xét xử án dân sự, việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không gắn liền với việc khởi kiện, quyền yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án luật này. Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức hội nghị công tác an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2015. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, trong 6 tháng đầu năm, chính quyền địa phương các cấp vùng Tây Nam Bộ đã phối hợp với các ngành chức năng chủ động phòng ngừa, đấu tranh giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, đồng thời không ngừng củng cố xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững và ổn định về an ninh quốc phòng trong khu vực. Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2015, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với các địa phương tập trung tuyên truyền các chính sách phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trước âm mưu phá hoại về kinh tế của các thế lực thù địch thông qua việc thu gom nông sản ở đồng bằng sông Cửu Long, đấu tranh vô hiệu hóa các phần tử phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực triển khai các phương án trấn áp các loại tội phạm buôn lậu ma túy ở địa bàn vùng biên giới. Đặc biệt trong thời gian tới sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và tuần lễ du lịch xanh đồng bằng sông Cửu Long sắp diễn ra. Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức buổi giới thiệu 38 đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và xét tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2015. Theo đó, 38 đội bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại 38 cụm thi do các cơ sở giáo dục đại học chủ trì ở 23 tỉnh, thành phố và hoạt động từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7. Mỗi đội có từ 20 đến 30 thành viên là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên do các tỉnh, thành đoàn trực tiếp quản lý. Các đội có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng chức năng, tổ chức tuyên truyền vận động người dân ở khu vực, tổ chức kỳ thi không vi phạm hành lang an toàn giao thông, phân luồng giao thông và giúp lực lượng chức năng giải quyết các vụ tai nạn, giúp đỡ người bị tai nạn, đảm bảo an toàn tại các địa điểm diễn ra kỳ thi. Liên quan đến vụ việc tàu hàng đâm tàu cá QNA92647TS ngày 14 tháng 6 khiến một ngư dân thiệt mạng, ba ngư dân khác bị thương mà các cơ quan báo chí đã đưa tin. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương truy tìm tàu hàng gây tai nạn để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Sự việc xảy ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 14 tháng 6 khi tàu cá QNA 92647TS do ông Quỳnh Nùng, trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang hành nghề trên vùng biển cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30 hải lý thì bị một tàu hàng đâm vào mạn trái, khiến một ngư dân dự tử vong và ba ngư dân khác bị thương. Tuy nhiên, tàu hàng này đã không cứu ngư dân gặp nạn mà vẫn tiếp tục bỏ đi. Sau khi điều tàu SAR-274 cứu nạn và đưa các nạn nhân vào bờ, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 đã đề nghị Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan chức năng truy tìm tàu hàng gây tai nạn. Đây là vụ việc nghiêm trọng gây tổn thất về tính mạng và tài sản cho ngư dân trên biển. Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng cũng như lực lượng biên phòng và các cơ quan chức năng đang khẩn trương truy tìm tàu hàng gây tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật. Hôm nay ngày 15 tháng 6 tại thành phố Hạ Long, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị hợp tác phát triển du lịch giữa Quảng Ninh và một số tỉnh thành phố phía Bắc với thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 300 đại biểu đã tham dự hội nghị. Các tỉnh thành phố tham gia hội nghị đã tập trung phân tích và tiến hành ký kết về 5 nội dung trong hợp tác phát triển du lịch gồm phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, công tác quản lý nhà nước về du lịch. Quảng Ninh có vị trí địa chính trị, kinh tế thuận lợi, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đặc biệt có vịnh Hạ Long hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới và được vinh danh là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Tuy nhiên trong những năm qua, du lịch Quảng Ninh phát triển chưa thực sự tương xứng với tiềm năng lợi thế, Quảng Ninh và các địa phương chưa thực sự tạo ra sự liên kết chặt chẽ trong phát triển du lịch. Mỗi năm tỉnh Quảng Ninh đón trên 7 triệu lượt khách đến tham quan, trong đó có khoảng 5 triệu lượt khách trong nước. Tuy nhiên, lượng khách từ phía Nam chủ yếu là thành phố Hồ Chí Minh, chỉ chiếm khoảng 7%. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài truyền hình Vĩnh Long. Tiếp theo là phần tin thế giới với những nội dung chính sau. Mỹ xác nhận đã tiến hành cuộc không kích nhằm tiêu diệt một trùm khủng bố có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở Libya. Hàn Quốc mở cửa trở lại hơn 2.000 trường học trong nỗ lực để cuộc sống người dân diễn ra bình thường sau gần 4 tuần lễ chống chọi với dịch MERS. Thưa quý vị và các bạn, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, hôm nay đưa tin nước này vừa tiến hành một vụ bắn thử tên lửa chống hạm kiểu mới. Tờ Rodong Sinmun cũng cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có mặt để theo dõi vụ bắn thử này. Tờ Rodong Sinmun đã đăng bức ảnh một tên lửa được phóng đi, nhưng thời gian cũng như địa điểm diễn ra vụ bắn thử không được đề cập đến. Thông tin trên được công bố sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn 3 tên lửa tầm ngắn từ thị trấn Wonsan ở bờ biển phía đông Triều Tiên vào chiều qua. Một nguồn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc CCS cho rằng đây là vụ phóng thử bổ sung đối với loại tên lửa chống hạm sau hai vụ thử tương tự được tiến hành vào tháng 2 và tháng 5 vừa qua. Theo CCS, quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Triều Tiên và vẫn đang duy trì thế sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Trong một động thái báo hiệu việc Mỹ đang mở rộng hoạt động không kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố, đêm qua Lầu Năm Góc cho biết quân đội nước này vừa mở một cuộc không kích nhằm tiêu diệt một phần tử khủng bố có liên hệ với tổ chức quốc tế Al-Qaeda tại Libya. Theo người phát ngôn của Lầu Năm Góc Steve Warren, quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc không kích vào đêm 14 tháng 6 nhằm tiêu diệt tên Mokhta Ben Mokhta. Đây là một phần tử khủng bố người Algeria bị cáo buộc cầm đầu vụ tấn công nhằm vào một nhà máy khí đốt ở Algeria năm 2013, làm ít nhất 35 con tin thiệt mạng, trong đó có 3 người Mỹ. Trong khi chính phủ được quốc tế công nhận ở Libya thông báo tên Ben Mokhta và một số phần tử khủng bố khác đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích nói trên, thì giới chức Mỹ cho biết đang đánh giá kết quả của chiến dịch và sẽ cung cấp thêm thông tin vào thời điểm thích hợp. Dòng đàm phán mới nhất giữa Hy Lạp với các chủ đạo quốc tế, cơ hội cuối cùng để Athens nhận được khoản giải ngân 7,2 tỷ euro còn lại trong gói cứu trợ trị giá 240 tỷ euro vừa kết thúc tại Brussels, Bỉ mà không đạt được thỏa thuận nào. Điều này đồng nghĩa với việc Hy Lạp đang đếm ngược thời gian rơi vào tình trạng vỡ nợ với nguy cơ ra khỏi khu vực đồng euro, Eurozone.
Theo một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu, mặc dù cuộc đàm phán đã đạt được một số tiến triển, nhưng các bên vẫn còn tồn tại những bất đồng lớn liên quan đến kế hoạch cải tổ của chính quyền Athens và những yêu cầu của các chủ nợ, gồm Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Liên minh châu Âu EU và Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. EU cho rằng Hy Lạp vẫn chưa đưa ra được những cải cách cần thiết. Trong khi đó, nhà kinh tế hàng đầu của IMF, Olivier Blanchard thì khẳng định, để đạt được thỏa thuận cuối cùng, Hy Lạp phải xử lý hệ thống lương hưu hiện đang là gánh nặng đối với nền kinh tế nước này. Về phần mình, chính quyền Hy Lạp cho rằng những yêu cầu của các chủ nợ là vô lý và quá khắt khe. Sau khi đàm phán thất bại, giá các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Athens đã sụt giảm hơn 6% trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Trong khi đó, người dân thì lo ngại về tình hình tài chính của đất nước và tương lai của họ. Chúng tôi không thể tồn tại nếu tình hình cứ tiếp diễn như hiện nay. Khi lương hưu bị cắt giảm, sẽ không có nhiều người đến chợ để mua sắm. Lúc ấy, chúng tôi sẽ sống bằng gì? Hôm nay tại Hàn Quốc, hơn 2.000 trường học đã mở cửa trở lại trong bối cảnh nước này đang nỗ lực để cuộc sống người dân diễn ra bình thường sau gần 4 tuần lễ chống chọi với dịch bệnh gây hội chứng hô hấp vùng Trung Đông MERS. Hơn 2.000 trường học trên đã bị đóng cửa hồi tuần rồi do lo ngại sự lây lan của MERS. Tại trường tiểu học Myeongin ở thành phố Suwon, phía nam thủ đô Seoul, lần đầu tiên trong 10 ngày qua, thầy trò mới được gặp nhau. Hầu hết giáo viên và học sinh đều đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi vào lớp học. Nếu em nào có dấu hiệu bị sốt, sẽ được nhà trường cho về nhà. Tôi cũng có chút lo lắng khi trường mở cửa trở lại, nhưng tôi hy vọng các cháu sẽ được học tập tốt trong môi trường an toàn. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết có 2.464 trường học được mở cửa trở lại vào hôm nay, trong khi 440 trường học vẫn đóng cửa. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khuyến nghị chính phủ Hàn Quốc mở cửa lại các trường học vì cho rằng các bằng chứng mà họ thu thập được cho thấy sự bùng phát và lây lan của MERS tại nước này chỉ xảy ra ở các bệnh viện. Sáng nay, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết đã ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong cùng với 5 ca nhiễm MERS mới. Như vậy, hiện tổng số người nhiễm MERS tại Hàn Quốc là 150 người với 16 trường hợp tử vong. Nepal hôm nay đã mở cửa trở lại hầu hết các khu di sản bị hư hại trong 2 trận động đất làm rung chuyển quốc gia Nam Á này vào các ngày 25 tháng 4 và 12 tháng 5 vừa qua. Chính quyền Kathmandu hy vọng động thái trên có thể góp phần vực dậy ngành du lịch, một trong những trụ cột của nền kinh tế đất nước. Bộ trưởng Du lịch Nepal Pribasur Sepa cho biết 6 trong 7 khu di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới đã được mở cửa trở lại để đón du khách đến tham quan. Trong 2 trận động đất vừa qua, ngoài hơn 8.700 người đã thiệt mạng, còn có hàng trăm ngàn ngôi nhà, trong đó có các đền đài, các công trình kiến trúc lịch sử bị hư hại nặng. Trước đó, UNESCO đã tỏ ý lo ngại về vấn đề an toàn khi mở cửa trở lại các địa điểm này. Tuy nhiên, nhà chức trách Nepal cho biết họ đã cho tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các hoạt động du lịch tại đây. Theo đó, an ninh được thắt chặt tại các khu di tích. Du khách sẽ được hướng dẫn viên hướng dẫn. Ngoài ra, tại tất cả các điểm du lịch sẽ có các biển hiệu hướng dẫn cụ thể. Với việc mở cửa trở lại các khu di sản, du khách có thể đến đây và tự mình đánh giá những thiệt hại mà động đất đã gây ra. Những nơi này trông có vẻ an toàn, nhưng người dân Nepal vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa để tái thiết đất nước. Mỗi năm có khoảng 800.000 du khách quốc tế đến thăm Nepal. Chính phủ nước này đang lo ngại sau các trận động đất, số lượng du khách đến Nepal sẽ sụt giảm. Chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.